Hey, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Nay mấy anh em mình với mấy đứa cháu ra đây làm thử thách sinh tồn ngoài đồng 12 tiếng nha các bạn. Mấy đứa nhỏ câu nha các bạn. Có cá mình ấy lên mình làm mình tối mình ăn các bạn ơi. Tối nay mình thử thách sinh tồn ngoài đồng 12 giờ nha các bạn. Từ 6 giờ tối tới 6 giờ sáng nha các bạn. Chị em chào nè. Chào các bạn. Chào các bạn. Sữa chào con. Đây các bạn. Giờ chiều 4 mấy nha các bạn. Khoảng 4 rưỡi các bạn. Giờ mình quay mình set up trước đó mình 6 giờ núi gào thử thách nha các bạn. Chào cả nhà. Con. Chào. Ê. Xả con máy nha cả nhà ơi. Làm gì? Chơi mà. Trình hay là chơi. Cá mà. Cám hả? Thức ăn cá hả? Làm đi chơi. Đây cả nhà ơi. Tối nay mấy anh em về ngủ đây nha cả nhà. Mất con đứa gái là sợ mất tiền chưa? Mất luôn. Hết nồi luôn rồi. Ê cả nhà ơi. Giờ 6 giờ nha cả nhà. Bắt đầu anh em mình với Phương đầu với Kem với Quẹo với Sữa thử thách 12 giờ ở ngoài đồng nha cả nhà. Từ 6 giờ đêm tới 6 giờ sáng nha cả nhà ơi. Rồi ok bắt đầu nha cả nhà. Có gì mình sẽ quay mình chia mình quay lại cho cả nhà xem nha. Đây mình Phương sẽ chạy cái chạy đầu tiên nha cả nhà. Không biết đẹp không nữa. Lên. Vương lưới rồi. Cây à. Chạy bự. Chạy bự á, mới chạy tròn. Ừ. Phi con. Phi con. Thằng lũ. Sặc. Sặc. Con cái sặc. Cá nhỏ nhỏ không? Ốc bu. Chết, ăn được cá ốc đắng nè. Mấy cá phi nhỏ thả cho nó bự. Nhỏ đã đi. Cá sặc lắm. Rồi cái. Giờ cũng sụp tối rồi, mình giờ mình đốt lửa nha cả nhà. Đây, củ sữa. Rồi, bắt mồi. Còn miếng mồi nào đâu ăn. Còn đúng một miếng, còn chưa chín. Đây, 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 chưa hả? Wow. Rồi, nó bắt con cá rồi các bạn. Trời ơi, chín con đầu. Đây, chín cà phê rồi các bạn. Rồi, ngon, ngon, tới có đồ nướng rồi. Cắm chạy là mình phải đốt lửa chạy rồi. Trời nguyên nóng hồn luôn. Bông bông quá. Đúng không? Ừ. Mình cắm chạy là mình phải đốt lửa chạy ban đêm rồi. Cái chai chiên kinh này giờ câu hết ngon. Biết sao cũng quần quá. Chết điện tới chú Lực mới giữ nè. Cái gì? Tới chú Lực mới giữ nè, sáng cá vô trời. Đại chú mình không thấy thôi chứ. Đại chú. Các bạn ơi, giờ 7 giờ 10 mình dọn cơm ra ăn tối nha cả nhà ơi. Tắt đèn này thử coi nó sáng không. Đây này sao? Canh bầu. Mở cơm ra. Canh bầu cả nhà ơi. Mở cơm ra với khô cái đi. Dưa leo cả nhà ơi. Vậy thôi đơn giản. Ăn đơn giản vậy thôi cả nhà ơi. Ăn đơn giản chứ đi. Có mấy cái chén nhỏ Phương lấy đổ mắm cho Phương.
Phải để vậy nó sống. Ừ. Đổ mắm nè. À để vậy nè. Ừ. Bất tử đây. Đúng mày mới được. À. Có giáo cần giáo. Đầy luôn. Anh ai là phải đầy tô mới được. Ít thôi. Rồi. Ăn lấy ta lấy anh đi coi nó vậy thôi. Rồi ăn đi. Rồi. Đó. Rồi, đó. Ăn đi. Ăn thoải mái đi. Chen giùm mày. Ừ. Ngồi giúp cửa. Chen giùm mày. Đi đi. Đừng ngại. Đây tối nay mình ăn vậy nha cả nhà. Ôi chút cái muỗng chen nước mắm. Muỗng chen mắm hả? Từ từ. Từ lấy cái giá nè. Nắp á. Kìa đó. Ai lấy muỗng hả? Cái muỗng của em à. Có muỗng chưa? Muỗng của sữa. Sữa. Có muỗng chưa? Mắm cái. Ờ chen nước mắm. Nè, ăn muỗng này đi. Rồi, rồi, đây. Muỗng hả? Đây, nhanh. Đây. Một con. Được rồi, thấy đi. Rồi, đủ rồi. Đây các bạn ơi. Đơn giản đi. Ăn này cho mát. Ngon không? Quá êm. Cường không? Đó không? Không, đang đói vậy mà ăn ngon. Chắc bẻ ra miếng đuôi khô anh à. Nào. Đuôi con. Cầm nguyên con kia hả? Thôi, bẻ bẻ ra. Bẻ cái đuôi ra. Bẻ ra đi. Bẻ con ăn luôn. Còn cơm tối mình còn 4 cái đùi gà. Mình kho rồi ăn không em? Thì 4 đùi gà. Ừ. Trong cái... cái cà đỏ. Mình câu đêm. Nhìn ra dưa leo rồi ra sữa thôi. À đúng rồi, đúng rồi. Nãy cái đó màu gì? Màu trắng. Ừ. Màu trắng là dưa leo. Ừ. Ê bếp tiếp một con bế cho con chén nữa rồi đó. Ừ. Chưa canh giùm luôn, đang canh giùm. Có tay không? Có. Có chân không? Không. Què. Từ. Từ đi. Hết rồi nè. Ừ. Ăn nước không hả? Không ăn cá hả? Có, còn ăn cá. Ừ. Còn không ăn cá, còn chỉ ăn gà. Chưa, rớt miếng phân phờ hả? Con đang giảm cân. Giảm cân nha. Giảm gì nữa, tăng cân đi ông nội. Nào ăn rau. Nướng ăn cơm miếng rồi. Giảm cân ăn rau rồi, rồi ăn cơm. Ừ. Ừ. Ôi ôi, bí quá trời. Ừ. Đây là con một bí này. Ôi ngon. Ra. Gọi. Cơm khô quá ngon các bạn ơi. Lâu lắm mới ăn lại. Được à? Lâu lắm nó mới ăn nhân giả vậy hả nè. Nay mới điện đêm trải nghiệm ngoài đồng các bạn. Con là lần đầu, ở lần thứ hai chứ. Đâu? Ủa? Đầu mày đi ra đây à, mới ăn này ý là lần ăn đầu. Mày dân giả. Ăn mày dân giả là lần đầu. Anh cũng vậy thôi. Anh nói người ta. Tao đi xuyên suốt rồi, đừng nói. Mà đêm đi xuyên suốt. Vừa khi mình thấy 2-3 ngày tao về không? Anh nằm ngoài đây luôn. Ê, mời các bạn ăn cơm rồi nha. Đợt vô quá. Có ngon các bạn ơi. Ngon quá. Ngon chưa? Tới giờ, làm muốn dày dân luôn. Trải nghiệm hả? Làm muốn sẻ. Ừ. Không, mấy con không trải nghiệm. Trải nghiệm nằm, nằm ngoài đồng hả? Mấy con kế bà luôn. Cái thằng này vậy cha. Đấy bạn. Bóng tượng. Câu tượng. Nó lôi mà vẫn tư. Lâm mình luôn.
Lượm luôn. Sáng giờ mới được có 2 con á. 3 con à. Một bạn. Khó khăn à. Cái lưỡi thì khó gỡ. Rồi với mồi lại chơi. Quay. Tưởng đâu có chi. Ơi, bốn tự cũng nu. Đã. Ăn 3 kg. Yeah. Ăn ăn. Để lên cà phê nữa các bạn. Ờ bắt lửa nướng được rồi. Chú là ai lửa lên chưa? Mấy giờ ta? Vậy. Thăm câu dở vậy. Giờ mới 8:50 các bạn. Nướng được chưa? Cho mày lỗi. Ui. Cù bía. Trời ơi. Tao nói cua nằm cái đó. Cua nằm dưới cây đó. Ê, vậy lỗi cho kệ cho nó gửi chân đột. Không có thấy. Rồi, rồi gửi chân nghe anh ơi. Bắt cua nha cả nhà. Tao không có thấy con gì hết nữa. Tiền đâm. Gì? Đây. Cái chậu luôn hả? Giờ mới 10 giờ đêm nha cả nhà ơi. Mình đi hiện tại đây là 10 giờ đêm các bạn. Rất là lạnh luôn. Đi kiếm con gì đó bắt tối nướng rồi ăn các bạn ơi. Đây. Cầm kém. Bỏ. Đây bắt cua nha cả nhà. Xóm mì. Không thấy, không chưa thấy. Quá. Vô. Rồi, tiêu rồi. Đi, vô nướng. Đây. Quá phê. Lên lục, quăng lên đi. Đây, em thứ hai. Không có đi kiếm vậy không hả? Không có cá thì có bắt cua. Mấy anh ba nó xạo không? Kêu là gì khó khăn với chạy. Không, cái con làm đi. Hai con. Đây, hai con. À, em đi về đám lửa trước nha. Kìa em vừa nướng cua ăn các bạn. Nướng này ăn được thịt trong. Giờ 10 giờ đêm các bạn. 12 giờ rồi. Vậy. Mấy giờ rồi? Cho điện thoại ai? Mới có 10 giờ 10 các bạn ơi. Cái gì? Còn 5 gói á.